Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm không dùng đèn giao thông đếm ngược tại một số giao lộ lớn. Khai thác mỏ cát biển ở Sóc Trăng phục vụ cho đường bộ cao tốc Bắc Nam. Nỗ lực khắc phục sự cố tàu vận chuyển Starliner của Boeing khi lắp ghép với Airbus. Thành phố Hồ Chí Minh gần đây đã thí điểm không dùng đèn giao thông đếm ngược tại một số giao lộ lớn. Việc thí điểm này đã phần nào cải thiện tình trạng vượt đèn đỏ, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc bỏ đếm ngược thời gian bất thình lình chuyển sang màu đèn khác khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc điều khiển tốc độ xe. Nếu mà tới không có dây là những cái lỗ lớn xe nó sẽ đeo xe đứt. Chẳng hạn như anh chạy, anh thấy còn 10 giây nữa thì anh sẽ không đeo nữa tại biết qua không được. Còn nếu không có dây là anh đeo luôn. Rồi người này đeo, người kia đeo, lục bước lên đèn đỏ là chắc chắn là còn một số xe nó vẫn chạy theo, còn nguy hiểm hơn nữa. Chốt đèn giao thông tại một số giao lộ lớn, thay vì đếm lùi về số 0, sẽ chỉ hiển thị màu xanh, vàng và đỏ. Tùy thời điểm và lượng xe qua nút giao, chu kỳ đèn cũng sẽ linh hoạt điều chỉnh. Phân ra các khu vực thường xuyên thực hiện cái việc xây dựng các kịch bản để đảm bảo cho cái việc điều khiển cái thời lượng đèn tín hiệu giao thông phù hợp trong cái thời điểm trong ngày để hạn chế cái việc ùn tắc giao thông. Theo nhiều người dân, ngoài việc bỏ đèn đếm ngược, cần tăng mức phạt với xe vượt đèn đỏ. Liên quan đến việc triển khai công tác quản lý khai thác thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như nhiều địa phương, quận 10 cũng đang gấp rút hoàn thành các đầu việc để sẵn sàng triển khai vào ngày 1 tháng 7 tới. Sở Giao thông thành phố đã cơ bản thống nhất với danh mục 28 vị trí tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời một phần hè phố để tổ chức kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa, điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông giữ xe, điểm trung chuyển vật liệu phế thải xây dựng phục vụ thi công công trình theo đề xuất của Ủy ban nhân dân quận 10. Trưng bày ra ngoài này á thì nó cũng ngăn nắp cái phố hơn, cái chỗ để xe ra chỗ để xe, cái lối đi bộ dành cho người đi bộ là rõ ràng. Tổng quan mọi thứ thì nó sẽ đẹp hơn, gọn gàng. Tạo điều kiện cho người dân, thì ngược lại người dân cũng phải có trách nhiệm ở đây là mình gọn gàng, sạch sẽ. Ủy ban phường cũng đã tổ chức hội nghị tham vấn, đồng thuận lấy ý kiến của các cơ sở kinh doanh, cũng đã tổ chức thành lập đoàn đi tuần tra, cũng như kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, sắp xếp vận động người dân thực hiện. Mức thu phí hiện nay tại quận 10 theo hướng dẫn của Hội đồng nhân dân thành phố sẽ dao động từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một mét vuông tùy theo khu vực. Về tiến độ thực hiện gồm hai giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 và từ ngày 1 tháng 8. Mỏ cát biển ở Sóc Trăng có diện tích gần 100 hecta đã chính thức được khai thác nhằm phục vụ cho dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải, các biển làm vật liệu đắp nền sẽ vận chuyển đến công trường để thi công thí điểm đoạn tuyến cao tốc đi qua các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Dự kiến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ mở rộng phạm vi thí điểm đắp nền bằng các biển trên tuyến chính, thí điểm từ km 81 đến hết phạm vi tuyến chính km 126 cộng 223 thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ngoài ra, các biển còn được sử dụng trên đoạn nối Cà Mau từ km 6 cộng 522 đến km 16 cộng 510 thuộc các huyện Thới Bình, Trần Văn Thời và Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Theo công ty đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN, ENC, với 6 triệu mét khối đơn vị sẽ thi công trong 6 tháng, công suất đăng ký từ 35.000 đến 50.000 mét khối một ngày, được tính toán từ nhu cầu tiến độ cấp cát về các dự án. Đơn vị sẽ triển khai bằng cách cho các vòi hút của các tàu rùa chạy dài trên mặt cát dưới đáy biển. Việc khai thác được trải dài, không tạo hố sâu nên không dẫn đến xói lở. Hơn 1.071.000 thí sinh vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm nay thì số thí sinh tăng hơn 45.000 so với năm ngoái. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác chấm thi diễn ra từ ngày hôm nay 29 tháng 6 và công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Các địa phương sau đó tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Năm nay, theo thống kê, chỉ 37% thí sinh chọn bài khoa học tự nhiên, còn lại 63% chọn bài thi khoa học xã hội.
So với năm ngoái, số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội tăng và cao nhất kể từ năm 2017 trở lại đây. Tối qua tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, tổ chức khai mạc Ngày hội du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy năm 2024 và chương trình nghệ thuật Tình Anh Bán Chiếu. Với chủ đề Thành phố Ngã Bảy những dòng sông nhớ, Ngày hội du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy lần đầu tiên được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, hoạt động du lịch và ẩm thực đặc trưng của thành phố Ngã Bảy. Địa phương mong muốn thông qua ngày hội sẽ góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu xây dựng Ngã Bảy sớm trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh Hậu Giang, là một điểm đến an toàn, thân thiện, đầu tư hấp dẫn, ấn tượng trong lòng du khách và bè bạn gần xa. Ngày hội du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy năm 2024 diễn ra đến ngày 29 tháng 6. Thành phố Đà Nẵng vừa giới thiệu chương trình nghệ thuật đa trải nghiệm độc đáo trên mặt sông Hàn. Symphony of River, bản giao hưởng bên sông, cho thấy Đà Nẵng không ngừng làm mới mình để giữ vững danh hiệu điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á. Symphony of River quy tụ 100 nghệ sĩ, vận động viên quốc tế trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật và thể thao đặc sắc. Trên nền của những bản giao hưởng nổi tiếng và một không gian nghệ thuật siêu thực, khán giả được hòa mình vào câu chuyện đậm chất cổ tích về dòng sông Hàn với cốt truyện gồm 3 chương mang tên Bản giao hưởng trên sông, dòng sông và ánh sáng. Điểm nhấn của bản giao hưởng trên sông là những vũ điệu điêu luyện trên không và trên mặt nước của hơn 20 vận động viên vô địch jet ski và flyboard thế giới. Cùng với đó, màn trình diễn pháo hoa bừng sáng sông Hàn ở những phút cuối show diễn cũng khiến khán giả đặc biệt phấn khích. Em cảm thấy show quá là đẳng cấp luôn á, và lần đầu tiên tại Đà Nẵng mà có một cái show mà nó kết hợp rất nhiều loại hình nghệ thuật mà như bọn em là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng luôn, và em nghĩ là một cái show mang đẳng cấp quốc tế. Symphony of River được tổ chức hàng đêm tại khu vui chơi giải trí và mua sắm Đà Nẵng Downtown. Bản giao hưởng trên sông được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới cho du lịch đêm của thành phố. Trong phần sau của chương trình, ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ đâm xe vào tiệm nail ở thành phố New York của Mỹ. Cứu hộ các nạn nhân vừa bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7 độ Richter. Hai phi hành gia của NASA sẽ ở lại trạm vũ trụ quốc tế ISS dài ngày hơn, trong khi các kỹ sư NASA đang tìm cách khắc phục sự cố mà tàu vận chuyển Starliner của Boeing gặp phải sau khi lắp ghép với ISS. NASA chưa ấn định ngày trở lại trái đất của hai phi hành gia trên ISS cho đến khi quá trình thử nghiệm Starliner trên mặt đất hoàn tất. NASA đã phóng tàu Starliner chở theo hai phi công thử nghiệm kỳ cựu Butch Wilmore và Sonny Williams lên ISS vào ngày 5 tháng 6. Đây là lần phóng phi hành gia đầu tiên của Boeing sau nhiều năm trì hoãn và thất bại. Chuyến bay thử nghiệm kéo dài khoảng một tuần, đủ thời gian để hai người làm nhiều thí nghiệm. Nhưng hệ thống đẩy của khoang tàu xuất hiện sự cố đã khiến NASA và Boeing nhiều lần hoãn chuyến bay về trái đất để phân tích và khắc phục sự cố. Đến thời điểm này, các phi công vẫn an toàn. Chúng tôi sẽ hoàn tất những công đoạn sau cùng để đưa họ trở về trái đất. Về phần ISS, trong tuần này, chuyến đi bộ ngoài không gian của nhóm đang làm việc trên trạm không gian quốc tế đã bị hủy sau khi nước rò rỉ từ bộ đồ du hành của một phi hành gia. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết và kế hoạch đi bộ ngoài không gian vào tuần tới cũng sẽ bị hoãn. Rồi sáng nay theo giờ Việt Nam đã xảy ra một vụ đâm xe vào tiệm nail ở thành phố New York của Mỹ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương. Chiếc xe ô tô bất ngờ đâm vào mặt trước tòa nhà nơi đặt cửa hiệu Hawaii Nail and Spa ở Long Island, New York. Vụ đâm xe gây ra thiệt hại khá lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát cùng 150 lính cứu hỏa và lực lượng cấp cứu đã có mặt ở hiện trường. Cảnh sát cũng cho biết 4 người thiệt mạng đều là những người ở bên trong cửa tiệm. 9 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện và một người trong số đó đã được chuyển đi bằng trực thăng. Tại Mỹ, máy bay và trực thăng chữa cháy đã thả nước vào bột chống cháy nhằm kiểm soát và dập tắt vụ cháy rừng có nguy cơ lan rộng ở đông bắc bang Arizona. Tính đến sáng 29 tháng 6 theo giờ Việt Nam, lửa đã lan rộng khoảng hơn 1.000 hectare rừng. Nhà chức trách bang Arizona cho biết đã huy động hàng trăm lính cứu hỏa và sơ tán nhiều khu dân cư ở đông bắc Scottsdale trong ngày 28 tháng 6. Chính quyền địa phương cũng tạm dừng giao thông nhiều con đường và ngưng hoạt động một phần khu bảo tồn thiên nhiên
do gió giật và thời tiết khô nóng khiến đám cháy lan nhanh. Lực lượng cứu hỏa mặt đất ngăn lửa không cháy lan vào khu vực có đường dây điện và hạ tầng dân cư. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết nhiệt độ trên mức bình thường sẽ tiếp tục kéo dài sang tuần tới. Nhiều địa điểm sa mạc thấp hơn có nhiệt độ cao gần hoặc vượt quá 43 độ C vào chiều tối. Hội chữ thập đỏ đã thành lập một trung tâm cư trú tạm thời cho người dân di tản tại một trường học và các nơi ở tạm thời cho ngựa và động vật lớn khác sơ tán đến đây. Ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Peru đã vận chuyển hàng viện trợ đến khu vực ven biển phía nam nước này. Đây là nơi vừa bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7 độ Richter, khiến nhiều người bị thương và nhà cửa bị thiệt hại nặng nề. Các máy bay chở hàng viện trợ đã tới thành phố Arequipa để hỗ trợ người dân sau động đất. Trận động đất đã làm 8 người bị thương. Sau trận động đất, thành phố Arequipa đã hứng chịu 4 dư chấn mạnh từ 4 đến 46 độ Richter, gây ra một số vụ lở đất. Khoảng 20 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Thủ tướng Peru Gustavo Ariazen đã đến thăm thị trấn Yuka gần đó để đánh giá quy mô thiệt hại. Sau Yuka, chúng tôi sẽ di chuyển đến thị trấn Cava Valley. Bộ trưởng Quốc phòng đi cùng với chúng tôi và mang hàng viện trợ đến cho người dân. Rất may là không có người tử vong do động đất. Hiện cảnh báo sóng thần trên bờ biển Arequipa đã được gỡ bỏ. Chính quyền sẽ đến các thị trấn lân cận khác gần bờ biển để theo dõi và cập nhật thêm tình hình. Cứ đến cuối tháng 6 hàng năm, người dân tiểu bang Massachusetts nước Mỹ lại tập trung về bãi biển ở thành phố Gloucester để tranh tài trên một cây cục mỡ. Cuộc thi này đã có từ năm 1931 và năm nào cũng được người dân nơi đây mong đợi. Video được ghi hình hôm 28 tháng 6 cho thấy khung cảnh từ trên không nhìn xuống bên dưới, hàng chục người đang lần lượt chinh phục thử thách. Họ đang chạy thật nhanh trên một cây cột bôi mỡ dài 13 mét nhô ra biển và cố gắng chụp lấy lá cờ gắn ở cuối cây cột. Hầu hết những người tham gia đều bị rơi xuống biển, nhưng cuối cùng đã có một người chụp lấy được lá cờ. Chạy trên cột mỡ không chỉ là một giải thể thao, mà còn là một phần quan trọng của lễ hội truyền thống St. Peter Fiesta, nhằm tưởng nhớ đến vị thánh Peter, vì đã bảo hộ cho các ngư dân tại Leicester. Công an quận Thanh Khê cho biết vừa phối hợp phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, Công an quận Thanh Khê đồng loạt khám xét, triệu tập 6 đối tượng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm Hoàng Khánh, Bùi Văn Tuấn, Dương Thỏa, Hà Văn Thảo, Hoàng Thanh Lực và Nguyễn Văn Pháp. Công an thu giữ tang vật gồm khoảng 1.000 trang tài liệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng. Ước tính số tiền cá độ bóng đá từ ngày 24 tháng 5 đến thời điểm bị bắt khoảng 500.000 đô la Mỹ, khoảng 10 tỷ đồng. Công an quận Thanh Khê đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Dương Thỏa, Hoàng Khánh, Bùi Văn Tuấn, đồng thời tiếp tục truy xét, làm rõ các đối tượng có liên quan trong đường dây nhằm xử lý theo pháp luật. Tin lời của các đối tượng nói con trai đang là học viên trường sĩ quan lục quân 2 bị bắt vì vi phạm kỷ luật, hàng chục người đã bị lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Hôm nay, Công an huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan. Hai đối tượng này là Phan Tấn Hiệp, 30 tuổi và Trần Anh Duy, 19 tuổi, cùng trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, vào ngày 17 tháng 6, Công an huyện Ia Súp tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 40 triệu đồng. Đến ngày 27 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng trực tiếp tham gia vụ lừa đảo trên. Tại cơ quan điều tra, Hiệp và Duy khai nhận biết được người phụ nữ trên có con đang theo học tại trường sĩ quan lục quân 2 ở tỉnh Đồng Nai, nên liên lạc và đưa ra thông tin dối trá về việc con trai bà đang bị tạm giam vì vi phạm kỷ luật của nhà trường. Nhóm này sau đó mạo danh cán bộ của trường và yêu cầu nạn nhân phải chuyển gấp một số tiền để xử lý việc cho con trai. Vì tin lời, nạn nhân đã chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã lừa hơn 10 người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Tại Bình Dương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Tiến, sinh năm 1978, quê Bình Dương, để xử lý về hành vi giết người. Theo hồ sơ, tháng 12 năm 1995, đối tượng trên và đồng bọn có mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau với một nhóm thanh niên trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé, nay là thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hậu quả là một người tử vong. Sau khi gây án, Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Chí Tiến. Trong thời gian lẩn trốn, Tiến thay đổi tên và trốn tránh qua nhiều tỉnh thành.
đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại tỉnh Đồng Nai. Xe container mất lái tông vào giải phân cách, tai nạn xảy ra vào khuya qua trên đường Lê Văn Khương, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, không có ghi nhận thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ, xe container kéo theo rầu mốc do nam tài xế điều khiển chạy hướng từ huyện Củ Chi về cầu vượt Tân Thế Hiệp. Khi xe đến địa chỉ số 382 thì bất ngờ mất lái, hút bay nhiều đoạn giải phân cách bê tông. Tài xế xe container đã kịp thời được người dân hỗ trợ thoát khỏi buồng lái an toàn. Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến xe container nằm chắn hết một làn đường, đầu xe biến dạng nặng, bánh xe phía trước bị gãy ngang. Trên mặt đường, nhiều dầu nhớt chảy loang khắp nơi. Khoảng 20 mét giải phân cách bê tông bị cày nát, dâng ra khắp đường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an quận 12 đã xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định. Còn tại Bình Dương, vào trưa nay, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện đã xảy ra trên quốc lộ 13. Hậu quả là một tài xế tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 29 tháng 6 trước quốc lộ 13 đoạn qua thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, xe tải chở nước được cho là va chạm với xe du lịch tập lái rồi tiếp tục tông vào đuôi xe container trước đèn tín hiệu giao thông. Tại hiện trường, xe tập lái bẹp dúm ở phần đuôi, xoay ngang đường, đầu cabin xe tải cắm chặt vào đuôi xe container, khiến tài xế mắc kẹt bên trong, tử vong sau đó. Nhiều thùng nước trên xe rơi khắp đường. Cú tông mạnh làm cabin xe tải bẹp dúm, găm chặt vào đuôi xe container, hậu quả làm tài xế xe tải tử vong trong cabin. Vụ tai nạn còn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Sáng nay trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hàm Thuận, Bắc Bình Thuận xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe khách, hậu quả một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hồng Sơn, ông HBS 57 tuổi điều khiển xe máy chuyển hướng qua đường khi gần đến điểm mở giải phân cách. Vào thời điểm này, xe khách dừng nằm chạy cùng chiều lưu thông từ phía sau tông vào xe máy. Cú tông khiến người và xe máy bị kéo một đoạn khoảng 40 mét thì xe khách mới dừng lại. Cú va chạm làm ông S tử vong tại chỗ. Xe máy nằm dưới gầm trước đầu xe khách đã tạo ma sát xuống mặt đường làm xe máy bốc cháy. Người dân dùng bình chữa cháy dập lửa kịp thời, không để cháy lan từ xe máy qua xe khách. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin vừa rồi xin được khép lại chương trình 60 giây tối hôm nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của 60 giây, 6 giờ 30 phút. Xin kính chào tạm biệt.